Hello mọi người, cái máy phun nước, à quên, cái máy lọc nước Shopee đã gửi về cho tôi rồi nè. Rồi xin mời Thái Thú vô đập hộp. Đã cho đập hộp đi. Rồi đập đi con, mày đập thoải mái đi. Đã kêu là đập hộp rồi phải đập cho nó đáng. Đập gì nè, vô mà vô. Nó chơi thôi, tôi đã khui ra hết rồi mới dám kêu nó đập nha. Chứ không có tự nhiên mà kêu nó đập đâu, đâu có điên. Đây nha. Rồi giờ nãy giờ tôi nghiên cứu chừng 15 phút tôi mới hiểu cái cách mà xài cái này đó nha. Mở ra chỉ lại cho bà con coi nè ha. Đầu tiên là mình gắp cái cục này vô. Cục này hình như là cái đồ lọc nước hay gì đó. Rồi cái này là cái đèn led nè. Thì nó có cọng dây nè, mình gắn vô ngay cái lỗ này là được. Còn cái cục này á, nó có cái chân nha. Dạ. Này cái chân cái đầu hít vậy nè. Để mà khi đổ nước vô á, nó không có nổi lên bền hay sao đó. Nói chung cái cục hít này nè, ấn sát vô đây. Rồi. Rồi còn cọng dây này á, mình truyền ra đây có cái lỗ nè để dành ghim sạc nha. Rồi xong. Rồi còn cái này thì mình làm theo hướng dẫn đó. Rồi để vô nè. Cái này là cái đầu lọc. Nãy giờ tôi nghiên cứu dữ lắm đó, tôi mới biết là tôi mới quay lại đó. Rồi cái này lại vô. Rồi xong đó. Cái kiểu nó như là cái vòi phun nước vậy đó. Thì nước sẽ ở đây chảy ra. Chưa biết có chảy hay không nha bà con, bây giờ đổ nước vô thử nha. Rồi ghim điện. Sợ nhất là cái vụ này nè. Ghim điện nó cắn dây điện banh luôn. Mấy quỷ này nó thấy dây điện nó ghét dữ lắm nha. Ủa chảy đâu chơi này. Nó nghe chó sủa nó nhiều chuyện đó bà con. Thấy chó sủa nhiều chuyện còn hơn là đi soi đồ nữa. Thấy không, nghe chó sủa là chạy ra ngoài hết trơn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô cái máy lọc nước này thử xem nha. Có đại ca là không nhìn chuyện nè. Hôm nay mọi người thấy đại ca có tròn hơn không? Lớn hơn rồi, trầm tính hơn. Đỡ quậy rồi nha. Đừng cắn nó, nước tao cho mày. Nè nó bự như vậy nè. Nó bự tương tương với con đại ca. Đại ca với má giống anh, nó bằng nhau nha bà con. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô thử nha. Rồi tháo ra đổ nước vô. Trời ơi cái này ghim ở đâu bây giờ. Chỗ nào tụi nó không ngứa răng nó cắn đây. Rồi chạy ra ngoài đổ nước vô. Đây cái vòi nước chuẩn bị sẵn. Chó sủa ồn ào quá à. Mấy đứa này nó đang tìm hiểu rồi cái này là cái gì vậy. Cái này mày chơi tới cái trò gì vậy Sen? Cái gì mà nước chảy tự lưa hết trơn vậy mày? Ồn quá, tụi nó không có chú ý cái máy lọc nước nha bà con. Mấy đứa này á, nghe tiếng ồn chút xíu là nó mất tập trung hết trơn à. Bởi vậy nuôi mèo là rất là kỵ tiếng ồn nha. Mèo nó dễ hoảng với tiếng ồn lắm. Hay cái tiếng người nói chuyện sùm rồi đó, nó nghe nó bị lõm hết trơn. Rồi, à, đợi tí nha. Không biết chứa bao nhiêu nước nữa. Rồi khi tôi đã đổ nước đầy rồi, rồi đem vô trong nha. Nhiều chuyện kìa. Tụi nó đang tò mò cái máy lọc nước nha. Sợ là sợ tụi này cắn dây điện thôi. Được chưa, tìm hiểu xong chưa? Trời ơi chưa gì thử chứ rồi mày. Coi kìa. Chưa gì dẹp quạo với vui với khè đã trải nghiệm chứ. Uống nước thử ở trong cái máy. Cái gì vậy? Cái gì chứ lộn vậy? Trời ơi con này. Con khè đi ngang đạp đít nó một cái. Nó quay qua nó chửi con khè. Con khè cặt thiệt người ta đó. Lâu quá không cho con khè ăn đòn. Bởi vì nó lừng. Ủa? Trời ơi ngồi đây ngắm cái máy lọc nước kìa. Ôi ôi, coi kìa, coi đẹp trai quá. Ngồi dưới ánh nắng. Là cái wheel này đẹp quá bà con. Chụp lại coi. Rồi con đại ca này vô đi. Chánh gà chánh cái đất vậy coi. Đang chụp hình à, quá đẹp luôn. Chút xíu gửi lên nha. Thôi chút xíu đăng ở trên Facebook Thái Thúi đi. Chứ gửi lên đất thì có người vô người không. Rồi sắp đi. Tôi phải bắt cái bàn ở đây. Rồi để cái máy lọc nước đây nha bà con.
Lúc đầu mình xây nhà mèo mình quên kêu thợ là để cái ổ điện thấp chút xíu để mình có thử cái máy móc rồi. Mình thôi bắt cái bàn lên đây đỡ đi, thử cho cái máy này nó chạy như sao. Khi mà ghim điện vô ha, cái này bắt đầu nó bút vậy nè bà con ơi, thấy không ha, cái máy nó phun phun vậy nè, nhiều chuyện kìa. Coi chừng nó tưởng con cá hay con gì vô nó học nó chọc cái mệt lắm nè. Thôi thôi đây đi ra, dạ tao lấy cái đồ vô kìa, tụi bay không có phá nha. Chờ tao vô lấy cái giòi ra nha mày. Trời ơi trời, nhào vô quá trời rồi. Nó lọc nước như vậy đó. Ví dụ mà có côn trùng đồ nó gớp vô, thường cái thao nước đó côn trùng nó gớp vô thì nó uống luôn, còn cái này nó lọc ra nha bà con, thì đỡ lắm, nó sẽ không có uống nhầm cái con côn trùng đó hay là bụi đồ đó. Rồi ngắm đi, ngắm cho đã đi, đừng có cắn dây điện của tao nha. Hai cái nắp đây, con dương ngáo con bẻ nó khoái cái máy này quá. Mấy đứa thì nó sợ nước văng, còn dương ngáo nó không sợ nước văng nha bà con, bởi vì dòng cái thứ mà hồi nhỏ hay đá trong thao. Trời ơi coi kìa coi kìa, thôi 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 đừng có phá nha nha. Rồi bây giờ mình sẽ để vô nè, để cái này vô nha. Đó, đậy lại. Rồi cái này mình đậy vô luôn. Đó, nó có chạy gì đó. Con mèo nó khát nước thì nó sẽ vô đây nó uống nha, thì mình sẽ để vô trong. Rồi giá cho nó đừng cắn dây điện nha trời. Biết gì cái lúc xây nhà đó kêu thợ làm mấy cái ổ điện thấp thấp vậy nè. Rồi giờ kiếm cái đồ gì mà đậy lại nha, cho nó không có chọt cái tay vô cái ổ điện. Giờ phải bắt cái bàn cao lên nó mới dới nổi. Đó. Với lại con mèo nó thấy nước chảy chảy như vậy nè, mấy con nó hay phá đó, nó sẽ tò mò, nó sẽ uống nước nhiều hơn nha. Tại vì nó thấy nước cứ hoạt động gì hoài nè, nhiều con nó vô nó dọc phá nè. Rồi tôi sẽ để ở đây nha, để coi trong một buổi chiều tụi nó có quậy không. Nó buộc mà quậy thì mình phải tìm cái phương án khác giải quyết. Nó còn quạo nhảy lên xem kìa, hơi sợ. Hai lúa lần đầu tiên nhìn thấy cái máy lọc nước nè. Như cái thao nước này nè, ở đây thì mọi người cũng biết rồi, mũi côn trùng rất là nhiều, bồ hông nó bay vô đây nè, rồi tụi này uống thì nhiều khi nút nhầm bồ hông luôn. Bụi cát thì nói gì nữa, uống hoài. Rồi sau cái máy lọc nước không đứa nào lên coi hết, cứ từ từ nha. Cái thối kìa, giả chân cô nương à, bắt đầu tò mò. Thôi bây giờ là tạm thời tôi để đây đi, tôi ăn cơm, để coi từ đây tới chiều nó có sống sót không nha. Tụi này mà phá banh một cái là không mua nữa nha. Tụi mày uống tốt á, xài được thì mình sẽ mua cái máy bự hơn. Tại vì nếu mà chính con mèo xài cái máy này tôi thấy nó hơi nhỏ, mà không biết nhỏ không á, cứ đợi xem.